Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Di Động Triệu Phú TV. Kênh bên em thì chuyên thanh lý điện thoại chính hãng, điện thoại siêu lướt giá rẻ. Và hôm nay thì là ngày 9 tháng 12 năm 2023. Và trong một buổi tối phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về list sản phẩm điện thoại chính hãng giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưa ưng sản phẩm điện thoại giá rẻ nào bên mình thì các bạn thể đăng ký kênh YouTube Triệu Phú TV, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại siêu lướt giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về là sản phẩm của như là iPhone XS Max các bạn nhé. Đấy. Về cái ngoại hình con iPhone XS Max này của nhà mình thì máy còn rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, máy con này thì kiểu mấy ngoại hình thì nó cực, nói chung nó đẹp. Thì nó không khác gì máy mới các bạn luôn các bạn nhé. Con này của nhà mình thì so với máy mới thì con này của mình là 1910. Tại vì khách anh khách là dùng con này thì cực kỳ giữ gìn các bạn nhé. Đây. Anh khách từ lúc mua con này lúc mua đấy là gần 7 triệu này. Mua gần 7 triệu anh ấy dán BBF này. Anh ấy dán BBF coi như là quanh toàn máy hết nhá. Đây. Anh dai coi như là dán BBF này, quanh toàn máy luôn. Nói chung là về các bạn bóc miếng BBF này ra thì nó thật các bạn không khác gì máy mới các bạn nhé. Máy rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đây, một chiếc iPhone XS Max. Về tình trạng con này của mình thì là con iPhone XS Max này thì mình sẽ bao bạn như là zin từ A đến Z các bạn nhé. Máy vẫn còn nguyên áp suất các bạn nhé. Đấy. Máy con này của mình thì mình sẽ bao bạn như là zin từ A đến Z. Máy là còn nguyên áp suất luôn các bạn nhé. Đấy. iPhone XS Max. Tình trạng iCloud thì mình sẽ bao gọi là reset loại thoải mái các bạn nhé. Đấy, không iCloud ẩn, iCloud ủng cho các bạn nhé. Con này của mình thì là pin zin theo máy còn 89%. Đấy, pin zin theo máy còn 89%. Camera đấy, camera các kiểu, camera cực kỳ sắc nét luôn. Nói chung là dòng iPhone thì chụp ảnh rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, Face ID thì con này còn bị đầy đủ các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ quét khuôn mặt vào cái lấm mở luôn các bạn nhé. Đấy, Face ID đầy đủ. Và tình trạng con này của mình, đây là iPhone đấy. Đây, con này thì mình sẽ cấu hình chi tiết các bạn nhé. iPhone XS Max này, đấy, phiên bản LLA, bộ nhớ trong sẽ là 64GB các bạn nhé. Con này của mình thì là phiên bản lock các bạn nhé. Phiên bản lock nó sẽ hiện ở đây là khóa mạng này là SIM bị khóa các bạn nhé. Đấy, iPhone lock nó sẽ hiện có như là SIM bị khóa. Đấy, mà giá thì cực kỳ hợp lý. Tình trạng thì là máy nguyên zin nguyên bản, còn áp suất này. Thì là trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì con iPhone XS Max máy zin đẹp đẹp này thì là bên em sẽ thanh lý con giá có như là 4.500.000 đồng các bạn nhé. Đấy, giá cực kỳ hợp lý các bạn nhé. Các bạn mua bản quốc tế ấy, thì bây giờ nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 6.500.000 đến 7.500.000 các bạn nhé. Đấy, các bạn mua những con loại lock này thì các bạn tiết kiệm được coi như đến 2 triệu, hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, cực kỳ hợp lý luôn. Nếu mà bạn nào mà đang là học sinh sinh viên mà kinh tế coi như là chưa có nhiều thì các bạn phải cân nhắc xúc coi như là 4.500.000 các bạn nhé. Đấy, nó chỉ coi như là bằng giá con iPhone X thôi mà là các bạn đã sử dụng sản phẩm của iPhone XS các bạn thôi nhé. Đó. Thì ở đây thì là mình mua hôm nay thì là anh Giai thì có tặng kèm cho mình là SIM ghép luôn. Thì ở đây thì là thì ở clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn coi như là ghép SIM ghép luôn. Thì là mai về là các bạn mua về, các bạn xem clip mình thì các bạn chỉ việc coi như là ghép SIM ghép luôn các bạn nhé. Đây, ở đây thì mình đã ghép SIM ghép sẵn rồi. Các bạn cứ lắp SIM vào thôi là sử dụng bình thường các bạn nhé. Đây, các bạn cứ lắp SIM vào luôn. Các bạn đã ghép một lần rồi thì các bạn lắp vào thì các bạn dùng bình thường các bạn nhé. Thì ở đây thì là trong đây nó có SIM ghép này. Đây. Đây, ở trong đây thì nó có SIM ghép các bạn nhé. Đấy, đây là có SIM ghép sẵn nhé. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp luôn các bạn nhé. Thì ở đây các bạn để nguyên cái ổ xuống. Ở đây thì mình có một cái SIM mới mà chưa lắp các bạn nhé. Các bạn cài vào cho mình đây. Các bạn chỉ đơn giản này. Ở đây nó sẽ có hai mặt này. Đây, mặt trên và dưới thì các bạn chỉ đặt SIM vào đây các bạn nhé. Các bạn nhớ cho mình là ngửa cái lá đồng lên nhé. Các bạn chỉ lắp vào đây thôi. Đấy, lắp vào đây. Xong các bạn đặt vào cái khay vào. Đấy, rất là đơn giản các bạn nhé. Đấy, cũng rất là đơn giản luôn. Đây. Rất là đơn giản luôn, các bạn chỉ ấn vào đây cho xong. Đấy, thế là xong thôi. Ấn vào đây xong thì là lúc nó sẽ ra cái mục active. Thì các bạn chọn cho mình coi như là đây ạ. Các bạn kích vào cái dòng đầu tiên các bạn nhé. Kích vào dòng này. Các bạn kích vào dòng này thì các bạn chọn vào cho mình là vision các bạn nhé. Các bạn kích vào cho mình là vision này. Ở đây sẽ ra các cái bảng coi như là nhà mạng, các bạn chọn mình là vision các bạn nhé. Xong các bạn cho mình là share server lưu lại này. Đấy, server rule. Đấy, xong các bạn active lên. Đấy, thế là xong luôn các bạn nhé. Đấy, thế là các bạn coi như là gắn SIM mới bình thường. Đấy, các bạn gọi 900. Đấy. Đợi tí nhé, 123. 900. Cái SIM này của mình bị lỗi sao? Đấy. Đấy là các bạn coi như là lắp vào coi như là đây là dịch vụ trả tiền đấy. Của Vinaphone luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đơn giản luôn. Đấy. Thì là mai thì là bạn nào mà mua con này ấy thì mình sẽ lắp cho bạn một mình sẽ lắp cho bạn coi như là một cái SIM mẫu nhá. Đấy. Mai mà bạn nào mà mua con này ấy thì mình sẽ lấy một cái SIM hỏng ấy. Mai bạn nào mà mua con này thì mình sẽ lấy một cái SIM hỏng. Mình sẽ để mẫu vào đây sẵn và mình gài sẵn vào máy. Đấy. Mình sẽ để cái mẫu cái SIM hỏng đấy vào máy sẵn rồi. Đấy, chỉ đặt vào này.
thì là về các bạn chỉ cần nhìn theo cái mẫu của mình ấy. Nhìn theo cái mẫu của mình đấy, xong các bạn đặt vào cái, xong các bạn ấn vào cái chọn đúng như mình là các bạn được luôn các bạn nhé. Đấy. Đấy, giá này cực kỳ hợp lý các bạn nhé. Thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay đấy, thì bên em sẽ thanh lý vào giá coi như là 4.500.000 đồng, giá cực kỳ hợp lý luôn, giá coi như là rẻ, ngang với iPhone X thôi các bạn nhé. Đấy, ngang với iPhone X thôi, 4.500.000, giá quá hợp lý các bạn nhé. Đấy, iPhone X Max rất là đẹp các bạn nhé. Thì là cái con iPhone X Max này thì là mình cũng có đôi lời coi như là tư vấn các bạn luôn. Thì nói thật các bạn nếu mà các bạn mua iPhone bây giờ, nếu mà các bạn nào mà có ý định mua iPhone ấy, thì các bạn nên bỏ cho mình cái ý định coi như là chọn iOS thấp đi các bạn nhé. Đấy, nếu mà tất cả các bạn mà đang muốn mua iPhone ấy, thì các bạn nên bỏ cho mình ý định coi như là chọn iOS thấp đi. Tại vì những iOS thấp ấy, thì các bạn mà tải, thứ nhất là các bạn không tải được Facebook này, không được dùng Zalo này. Đấy, nhiều khi các cái bản thấp là các bạn dùng Zalo, Facebook là không dùng được các bạn nhé. Mấy cả cái VNVDIC là cái mà định danh đấy, điện tử đấy, những sản phẩm có nhiều iOS thấp thì nó sẽ không cài các bạn nhé. Nên là các bạn cứ chọn cho mình, về các bạn mua iPhone về các bạn cứ cập nhật điện ảnh iOS mới nhất giúp mình các bạn nhé. Và mua iPhone ấy thì là cái con iPhone lock này của mình, thì mình cũng nói luôn là iPhone lock này thì là mình cũng bán, nếu mà bạn nào mà muốn coi như là mà gì nhỉ, dùng bền à, gì nhỉ, các bạn mà muốn dùng lâu dài ấy, mà các bạn mà dùng coi như là cố định một máy ấy, thì các bạn chọn cho mình là sản phẩm quốc tế các bạn nhé. Còn các bạn nào mà mua về coi như là để, nếu các bạn là học sinh sinh viên mà trường điều kiện nhiều, thì các bạn mà am hiểu về sim ghép này chẳng hạn này, các bạn muốn một con máy tiết kiệm này, hoặc các bạn mà đam mê công nghệ, các bạn mà dành về sim ghép này, thì các bạn là có thể là cân nhắc mua iPhone lock của các bạn nhé. Đấy, còn các bạn nào mà cao tuổi rồi mà coi như là chưa am hiểu về máy lock hay là máy lục gì hay là sim ghép gì ấy, thì các bạn cứ mua cho mình cái bản quốc tế. Các bạn nào là sinh viên am hiểu về ghép sim, hay là các bạn mà cần máy rẻ tiền về chơi game, xem phim, nghe nhạc, gọi Zalo các kiểu, thì các bạn cân nhắc mình xúc ít mắc để giúp mình các bạn nhé. Đấy, chứ không như lúc mình lại bảo bán hàng thì nói thì hay, về lại không ghép được sim ghép về các kiểu. Đấy, mình bán thì mình cũng nói luôn như vậy cho bạn dễ hiểu các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay, thì bên em lại về sản phẩm cũng như là Galaxy S21 Ultra 5G các bạn nhé. Đấy, thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay này. Đấy, về cái ngoại hình này, Galaxy S21 Ultra này. Hôm nay thì là mình bên em thì nó sung là sản phẩm này thì trong kho bên em thì còn rất là nhiều luôn. Nên là các bạn thao đặt hàng các bạn nhé. Bên em chỉ quay mẫu cho bạn cũng như là hai con thôi thôi. Đấy. Về cái ngoại hình con này của mình thì là máy thì là so với máy mới thì là 18, 19, 110 các bạn nhé. Máy còn coi như là rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, về ngoại hình, mặt lưng của nó thì là mặt lưng nhám, chống vân tay, chống bẩn thì cực kỳ ok. Con này của mình là trang bị màn hình cực kỳ là to các bạn nhé. Màn hình trắng sáng đẹp này, màn hình OLED 2x 6.8 inch, độ phân giải của nó thì là QHD 2K+. Màn hình thì là siêu nét các bạn nhé. Đấy, thông số đấy, phiên bản của Mỹ này có chip 5G, có sóng 5G này. Phiên bản của Mỹ sẽ hỗ trợ 2 SIM máy sóng, 1 SIM vật lý và 1 SIM eSIM. Thông tin pin sẽ là trang bị viên pin 5000. Và con này của mình là chạy chip Snapdragon là 888 5G các bạn nhé. Cấu hình sẽ là RAM 12, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Tốc độ màn hình thì là lên tới tận là 120Hz, siêu mượt, siêu nhanh các bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì là siêu phẩm có như là Galaxy S21 Ultra 5G này, thì là bên mình sẽ thanh lý vận giá có như là 8.600.000 đồng cho bạn nhé. Đấy, giá sẽ là 8.600.000 đồng. Đấy, camera selfie. Đấy, 10x để các bạn nhìn zoom này. Đấy, chữ gió sổ rất là sắc nét các bạn nhé. Đấy, chụp ảnh thì quá là phê các bạn nhé. 8.600.000 cho sản phẩm có như là Galaxy S21 Ultra 5G các bạn nhé. 8.600.000 cho bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm có như là Galaxy S21 Ultra 5G hoặc các bạn sản phẩm khác thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp bên em qua hai số hotline là 0966 21789. Hai số này thì bên em đều dùng Zalo đúng không các bạn nhé. Các bạn nhắn tin qua số Zalo đã cũng được các bạn nhé. Và địa chỉ cửa hàng bên em là số nhà 72 phố Ba Thá, Vina, đường Hà Nội. Bạn nào gần thì search Google Map qua địa chỉ cửa hàng bên em để là giao lưu trao đổi mua bán được. Còn ở xa thì các bạn không qua cửa hàng bên em được thì các bạn chọn cho mình là hình thức là mua hàng ship cô. Và hình thức mua hàng ship cô thì các bạn hoan hỉ cọc cho bên em 100k, 200k và 300k tùy theo mức giá sản phẩm. Và tất cả sản phẩm bên em bán ra thì là bao test cho như là toàn máy 10 ngày và bảo hành phần cứng lên tới tận là 6 tháng. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng các bạn nhé. Đây, và sản phẩm tiếp theo thì trong hôm nay bên em lại về là con này là con Vivo. Đây, mình sẽ xem con này Vivo gì các bạn nhé. Dọc này dòng Vivo. Con này thì hôm nay bên em vừa mới về xong. Thì là trên tay bên em là sản phẩm có như là Vivo i15a. Con này của mình là phiên bản sẽ là RAM 4 này,
bộ nhớ trong 64GB. Màn hình của nó thì là 6,5 inch, pin thì là pin 5000 các bạn nhé. Giá sẽ là 1.700.000 đồng. Đấy. Vivo i15a này, giá sẽ là 1.700.000 cho các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà đang có nhu cầu mua Vivo mà từ tầm 2 triệu quay về thì các bạn xúc mình em này các bạn nhé. Nói chung là xài vừa bền lại còn ngon. Đấy. Mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì nói thật các bạn, không bao giờ sợ lo hỏng các bạn nhé. Dùng nói chung là đến đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường những dòng Vivo này thật các bạn, hàng coi như là bên Trung Quốc thật, nhưng mà nó là hàng chính hãng, dùng cực kỳ là ngon các bạn nhé. Đấy, giá sẽ là 1.700.000 cho các bạn nhé. Đấy, 1.700.000 Vivo i15a các bạn nhé. Được cái là bộ nhớ trong 64GB. Các bạn lưu trữ thì không bao giờ sợ lo đầy các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về sản phẩm này là sản phẩm Oppo A31 các bạn nhé. Hôm nay bên em lại về được con này của mình, là ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Đấy, máy thì rất là đẹp các bạn nhé. Đây, A31 nhé các bạn nhé. Con Oppo A31 này của nhà mình, đây mình sẽ xem cho các bạn cũng như là sơ chi tiết về cấu hình cho các bạn nhé. Oppo A31 phiên bản sẽ là RAM 6 này. Đấy, RAM 6. Bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Pin thì là pin 4230mAh. Màn hình của nó thì là 6,5 inch HD cộng các bạn nhé. Đấy. Thì là giá thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì cái con Oppo A31 này thì là bên mình sẽ thanh lý vận giá coi như là gì nhỉ? 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy. Giá hôm nay thì bên em sẽ thanh lý vận giá coi như là 2 củ cho các bạn nhé. Quá ngon luôn. Nói chung là phân khúc 2 củ các bạn mua những con máy mà lướt như này là thật các bạn, quá là ngon các bạn nhé. Dùng cực kỳ là sướng luôn các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về sản phẩm là sản phẩm như là Samsung Galaxy S21 FE 5G các bạn nhé. Đấy, Galaxy S21 FE 5G. Con này của nhà mình thì là phiên bản là công ty các bạn nhé. Về ngoại hình con này của mình là so với máy mới thì là 18-10 các bạn nhé. Mặt lưng của nó thì mặt lưng nhám, chấm vân tay chống bẩn cực kỳ ok các bạn nhé. Dòng này thì là camera của nó cũng kỳ siêu nét luôn. Đây, Samsung có chế độ 2 người này. Camera thì là siêu nét luôn các bạn nhé. Nói chung là Samsung thì chụp ảnh thì quá là đẹp các bạn nhé. Con này của nhà mình thì là nó không to quá và không nhỏ quá, dùng cực kỳ là sướng. Gần đây, con này của mình là có chip 5G, có sóng 5G đời mới các bạn nhé. Con này thì là màn hình của nó thì màn hình AMOLED 6.4, độ phân giải của nó thì là Full HD cộng. Phiên bản là công ty, hỗ trợ 2 SIM vật lý luôn các bạn nhé. Thông tin pin sẽ là pin 4500mAh, pin 4500 các bạn nhé. Cấu hình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM 8 này, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Đấy. Dòng nói chung là hàng chính hãng như này thì các bạn mua về thật các bạn xài có như là 4-5 năm nữa thoải mái các bạn nhé. Đấy, bọn này thì lúc nào cũng được cập như là phần mềm là mới nhất, nên là các bạn cứ yên tâm về cái phần mềm của bọn này các bạn nhé. Đấy, lúc nào cũng được cập nhật lên phần mềm coi như là mới nhất của Samsung rồi, nên là về các bạn dùng ok hết các bạn nhé. Giá thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì cái con Galaxy S21 FE này thì bên em sẽ thanh lý cho bạn giá coi như là gì nhỉ? 5.700.000 đồng cho bạn nhé. Đấy, 5.700.000 các bạn nhé. Đấy, giá sẽ là cực kỳ hợp lý, 5.700.000 cho các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên mình lại về sản phẩm cũng như là Redmi Note 9 Pro các bạn nhé. Redmi Note 9 Pro, sản phẩm này thì bên em bán cực kỳ là chạy luôn, trong kho thì bên em này còn rất là nhiều, nên là các bạn thao đặt hàng các bạn nhé. Redmi Note 9 Pro 5G các bạn nhé. Đấy, đấy. Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro 5G này. Con này thiết kế đẹp luôn. Đấy, Note 9 Pro 5G này. Đấy, bên em sẽ tìm qua về cấu hình con này các bạn nhé. Đấy, con Redmi Note 9 Pro, con này của mình là trang bị màn hình của nó thì là 6,67 inch Full HD cộng. Chip Snapdragon là 750 5G các bạn nhé. Đấy, có chip 5G, có sóng 5G đời mới các bạn nhé. Bộ nhớ trong sẽ là 128GB này. Về cấu hình của nó sẽ là RAM, sẽ là RAM 6GB các bạn nhé. Pin của nó thì là pin 4820mAh. Đấy, chụp ảnh của nó cực kỳ là sắc nét các bạn nhé. Camera trước này. Đấy, selfie rất là đẹp các bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì con này của nhà mình thì máy rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, máy rất là đẹp luôn. Thì là cái con phiên bản là RAM 6 này thì là bên em sẽ thanh lý con giá coi như là 2.800.000 đồng. Đấy, đối với phiên bản là RAM 6 các bạn nhé. RAM 6 sẽ là 2.800.000 các bạn nhé. 2.800.000 đối với bản là RAM 6. Và phiên bản coi như là gì nhỉ? RAM 8 nhé. Con này của mình là RAM 8 này. Đấy, con này của mình là bản RAM cao hơn. Đấy, RAM 8 thì bên em sẽ bán giá coi như là 3 triệu đồng các bạn nhé. Đấy.
Đấy, bạn nào mà tài chính mà muốn thêm 200.000 đồng nữa mà thích giam cao hơn thì các bạn xúc mình em này các bạn nhé. Giá sẽ là 3 triệu nhé, cực kỳ hợp lý cho bạn nhé. Lại giá sẽ là 3 triệu đồng. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên mình lại về sản phẩm này là sản phẩm như Galaxy S20 Plus 5G các bạn nhé. Đây, Galaxy S20 Plus 5G. Con này của mình thì là máy màu lông chuột này, máy còn rất đẹp luôn. So với máy mới thì con này của mình thì là máy cũng là 1910 các bạn nhé. Máy màu lông chuột rất đẹp các bạn nhé. Đấy. Con này của mình thì cấu hình cực kỳ là cao luôn. Đấy, thì mình sẽ nói sơ cũ qua về thông chí cái con Galaxy S20 Plus 5G này của mình. Thì là cái con này của mình là phiên bản của Mỹ này, có chip 5G, có sóng 5G. Phiên bản của Mỹ sẽ hỗ trợ 2 SIM máy sóng. Đấy. Thông tin pin sẽ là pin 4500 mAh. Về cấu hình con này của mình sẽ là RAM 12 này. Bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Và cái con này của mình là chạy chip Snapdragon là 865, chip dòng. Chip này các bạn gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và tốc độ màn hình của nó thì là lên tới tận là 120Hz. Đấy, nhanh như 13 Pro Max và 14 Pro Max. Mà lại giá sẽ là gì nhỉ? Có 5.200.000 thôi. Đấy. Một con máy mà 5.200.000 này, màn hình cong tràn viền ra bên ngoài này, màn hình OLED này, 6.7 inch, độ phân giải của nó từ QHD cộng, nói chung là quá là siêu nét luôn. Cái màn hình Samsung các bạn quá là đẹp các bạn nhé. Mà có 5.200.000 thôi, cực kỳ hợp lý cho bạn nhé. Đấy. 5 củ 2 thì các bạn xúc cho mình app này các bạn nhé. Đấy, 5.200.000 một con các bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình có hai con giá rẻ các bạn nhé. Đấy. Thì là trên tay bên mình là sản phẩm như là Redmi 9C các bạn nhé. Redmi 9C thì ngoại hình con này của mình thì máy còn rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, con này của mình thì là trang bị màn hình của nó thì là màn hình 6.5, pin thì là pin 5000. Cấu hình sẽ là gì nhỉ? Cấu hình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM 4 này. À sorry các bạn, con này là RAM 3 các bạn nhé. Con này của mình là RAM 3 này. Bộ nhớ trong sẽ là 64GB. Đấy, giá sẽ là 1.300.000 thôi. Nói chung là các bạn mua 1.300.000, đấy, phân khúc hơn 1 triệu đồng thì các bạn mua được quá ngon luôn. 1.300.000 và bộ nhớ trong tận là 64GB thì các bạn dùng thì nó thật các bạn quá ngon rồi. 1.300.000 và 64GB thì quá ngon các bạn nhé. Và tiếp theo thì trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là Redmi Note 11 các bạn nhé. Redmi Note 11 giá rẻ thôi. Con này của nhà mình là tình trạng coi như là chỉ bị mỗi thay màn hình các bạn nhé. Con này của mình thì khách kiểu là dùng bị rơi ấy, xong bị vỡ màn hình ấy, thì khách cũng đã thay màn hình một lần rồi. Giá sẽ là có 1.500.000 đồng các bạn nhé. Redmi Note 11 phiên bản là bộ nhớ trong là 64GB này. Đấy, 64GB. RAM con này của mình sẽ là RAM 4 các bạn nhé. Đấy, RAM 4 cũng như 64GB. Pin thì là pin 5000. Chip Snapdragon là 680 các bạn nhé. Đấy, ngoại hình thì còn ok luôn. Mặt lưng của nó thì là chỉ dưới hơi dính mùn ốp thôi các bạn nhé. Hỗ trợ dọc cổng sạc tai si và dắt tai nghe 3.5 các bạn nhé. Đấy, giá sẽ là 1.500.000. Đấy, bạn nào mà tài chính mà hơn 1 triệu đồng thì các bạn phải cân nhắc xúc mình hai em này các bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên mình lại về sản phẩm này là sản phẩm như Galaxy S21 Plus 5G các bạn nhé. Đấy, dòng này bên mình bán cực kỳ là chạy các bạn nhé. Đấy. Thì trong phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì so với máy mới thì con này của mình là 18, 19, 10, máy rất là đẹp các bạn nhé. Mặt lưng của nó thì là chống vân tay, chống vân bụi bẩn cực kỳ ok. Camera của nó thì là siêu nét các bạn nhé. Dòng này thì chụp ảnh quá sướng luôn. Đấy. Chip Snapdragon là 888 5G, nói chung là chip này các bạn gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Màn hình to 6.7 inch, độ phân giải của nó thì là Full HD cộng bạn nhé. Màn hình AMOLED các bạn nhé. Đấy, có chip 5G, có sóng 5G đời mới phiên bản của Mỹ này. Hỗ trợ 2 SIM máy sóng, 1 SIM eSIM và 1 SIM vật lý. Pin thì là pin 4800 mAh. Và cấu hình sẽ là RAM 8, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Và tốc độ màn hình thì là lên tới tận là 120Hz các bạn nhé. Đấy. Giá thì là xong phiên live của nhà mình này sẽ là giá 6.400.000 cho các bạn nhé. 6.400.000 các bạn nhé. Giá sẽ là 6.400.000 cho các bạn nhé. Và sản phẩm cuối cùng thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là con A04S các bạn nhé. Đấy. Con này của mình là con Samsung A04S này. A04S này của nhà mình thì màn hình có thể là 6.5 inch. Pin thì là pin 5000. Con này mình thì phiên bản là công ty này, hỗ trợ 2 SIM máy sóng các bạn nhé. Con này của mình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM 4 này, bộ nhớ trong 64GB. Giá sẽ là gì nhỉ? 2.200.000 đồng cho bạn nhé. Mặt lưng của nó thì là hơi dính cái mùn ốp thôi, theo thời gian thôi các bạn nhé. Đấy. Giá sẽ là 2 củ 2 cho bạn nhé. Đấy, bạn nào mà thích hàng chính hãng công ty thì các bạn sẽ xúc em này các bạn nhé.
giá 2 củ 2 cực kỳ hợp lý cho bạn nhé. 2.200.000. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc, và cũng sắp đến Tết rồi thì các bạn nhớ coi như là sắm một máy, coi như là ủng hộ với mình các bạn nhé. Đấy, XS Max 4.500.000 lại dành các bạn coi như là am hiểu công nghệ thì các bạn nên mua con này nhá, dùng quá ngon luôn mà máy cực kỳ là zin các bạn nhé. Bye bye, xin chào các bạn nhé.